Cảm ơn tất cả mọi người đã quay lại kênh Linh Sĩ Chim Tây Quay. Thì hôm nay cuối tuần mọi người, ốc nhảy nè mọi người nè. Ốc nhảy sẽ làm đồ trộn nha mọi người nha. Hôm nay bà xã Linh sẽ chỗ tài nấu món ốc nhảy trộn ăn bữa cơm cùng gia đình trong cuối tuần này nha mọi người nha. Linh cũng chúc cả nhà mình buổi tối cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình nha. Rồi Linh mời tất cả mọi người xem quá trình món ốc nhảy trộn. Rồi mời tất cả mọi người xem bà xã Linh chỗ tài món ốc như thế nào nha. Để làm món ốc trộn thì bao gồm có xoài nha mọi người, còn gọi là xài nè, rồi dưa leo, rồi rau sống nha mọi người nha, không thiếu được rau sống này. Bà xã đang làm nước mắm đâm, thì nước mắm đâm cũng dễ làm nha mọi người nha, chỉ cần ớt với me rồi đường rồi nước mắm, giờ mình chế thêm một chút nước nóng vô để cho nó dịu đi, nó không có mặn quá nha mọi người. Đó, làm nước mắm trước, rồi mình sẽ bào cái xoài ra với dưa leo ra, còn dao thì mình sẽ cắt nhỏ rồi đổ ốc vào trộn thôi. Ốc này thì mình đâm tỏi ớt và mình cho qua gia vị vào, giờ trộn lên để cho nó thấm, xong mình sẽ tắt ga nha mọi người nha, để cho nó nguội mình mới trộn được, chứ mà để nó nóng trộn là nó sẽ hư dao hết. Rồi bắt đầu trộn thôi mọi người. Giờ qua giai đoạn trộn nha mọi người nha. Xoài với lại dưa leo thì vợ Linh có cắt sẵn hết rồi. Đó. Đây, nước mắm đâm luôn nè. Giờ trộn lên nha mọi người nha. Nhìn hấp dẫn quá. Nhìn cái chảo đồ trộn nhìn hấp dẫn nè. Wow, dòm rau xanh đồ hấp dẫn ha. Lát nữa mình trộn lên cho mình giải đậu phộng lên nha mọi người nha. Rồi, một cái chảo bự mà không đủ nha mọi người nha, cái đây phải lấy cái thau nữa đầy nhất luôn, riêng một chảo rau sống nè, ốc nè, dưa rồi xoài. Wow, dòm ốc đã ngon quá mọi người ơi, hấp dẫn ha, nhìn là muốn ăn rồi đó. Rồi mọi người nhớ cho Linh một like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ Linh nha, nhớ nhấn chuông để theo dõi những clip về lặn với những món ăn ẩm thực về hải sản. Hôm nay cuối tuần thì bà xã Linh có chỗ tài làm món ốc trộn tiếp này mọi người, để ăn cơm cùng gia đình nha. Nhìn cái chảo ốc trộn là thấy đói bụng rồi mọi người ơi, nôn quá. Linh tạm ngưng video đây, lát nữa mình sẽ bày lên bàn ăn rồi quay tiếp cho mọi người xem nha, chứ để video nó dài quá thì cũng mọi người coi cũng mất thời gian mọi người. Nhìn thèm chảy nước miếng mọi người ơi. Đó quá. Rồi giải đậu phộng lên nữa là bài luôn nè. Có đậu phộng luôn nè. Rồi. Vô thôi, bưng vào sắp cơm xuống là sắp bằng lại là ngầu là tém thôi mọi người ơi. Rồi ok nha mọi người nha. Giờ Linh cũng xin mời tất cả mọi người
đây dĩ tôm linh lặn bắt vô nha mọi người, rồi dĩ ốc trộn nè. Rồi Linh mời cả nhà mình dùng cơm trong buổi tối cuối tuần cùng gia đình Linh nha. Linh xin phép là một lon bia. Ăn mấy cái màu hải sản này, uống bia vào cho nó tiêu hóa mọi người. Đây, thì nói chung thì ở nhà Linh thì ăn bằng thề mọi người, ít có bàn ghế lắm, nhưng hôm nay quay thì để cái bàn vô nè. Thì có sao Linh sẽ quay lại cuộc sống của gia đình Linh như thế nào thì Linh quay như thế đó nha. Đây Ngọc Hằng, con gái của Linh nè, với bé Dậu nè. Dậu ơi, Dậu ơi, Ngọc Hằng chào khán giả cái này, chào mấy cô chú này. Dậu chào mấy cô chú ơi. Ai ai bà xã nè, bà xã ngại ngại không muốn cho thấy mặt. Rồi mời tất cả mọi người dùng nha. Rồi mời cả mọi người nâng ly một cái nè. Tôm đây là bắt vô luôn nha mọi người nha, ăn rất là ngon luôn à. Nhưng mà phải như tôm lứ, tôm giả nha, tôm nhất chắc nè. Ăn miếng ốc nè. Tại nãy nói bà xã là để nước mắm lại để chấm mà xã thì trộn cho nó ngon á, nên giờ hết nước mắm chấm rồi, ăn là ăn như thế này. Nước chén nè, ngon lắm. Nhà cũng chật á, không có bàn ghế ăn, nghĩa ăn ăn với thềm vậy thôi mọi người à. Nhờ để cái bàn như cho nó cao cao cho nó có thẩm mỹ một chút thôi. Thế thật tới ăn với bàn với thềm mà. Ngon quá mọi người. Ốc thì mình làm ra nó mềm, ăn có cái vị xoài rồi dưa nè, ăn nó giòn giòn chua chua với nước mắm đâm nãy bà xã đâm á, nghĩa chua chua ngọt ngọt, chắc là dễ ăn luôn. Này súp bánh chén rồi, súp bánh chén ăn nó ngon nè. Tách ra cho mọi người xem, chắc là chắc luôn nha. Nước xong. Mời tất cả mọi người nha, con tôm nha. Đặt này. Tôm đây là tôm biển nhưng không phải tôm mình nuôi nên nó ngon, nó ngọt. Mới đi biển vào chiều luôn mọi người, giờ này cũng tối rồi, 7 giờ rồi này, béo nghệ nha. Đây thiếu đồ chấm, lại cái nước mắm lại chấm rồi. Mời tất cả mọi người thêm hơi nữa nha, chúc sức khỏe nha. Cho chồng sớm bớt chứ, chứ mà để ở nhà là hai vợ chồng ăn không hết rồi mọi người, một chảo nhóc luôn. Ăn nhiều gì nó mới đã. Gậu quậy quá. Quay ra mấy gậu này quậy gớm rồi.
Đây, ngon. Thôi mình đợi đó. Dậu là quậy nhất nha, quậy 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 ghê lắm á. À ghê, nói còn ghê nữa. Lì lắm, nhà chịu không nổi. Mẹ rồi gửi đi nhà trẻ hoài. Mà thấy tội không cho đi. Đi biển vào lên cũng mệt, cũng nhậu ít mọi người. Thường thì vào thì uống khoảng lon hai lon, rồi ăn cơm ngủ, rồi phi đi làm lại. Thì công việc của Linh thì khoảng 3:30 phi là đi làm. Chào những cơm. Wow. Đã đâu không nè. Cơm mà đi lột mẹ này nhưng mà ăn cơm ăn cơm. Ừ. Ăn cơm mà ăn cơm. Để lên quay cận cảnh sát sát không? Tao cái dĩa tôm. Tôm này thì nó không có bự. Loại tôm này thì nó lớn thêm một chút nữa là nó hết lớn mọi người. Có con tôm bự nãy thì Ngọc Hân ăn thì cái loại đó nó còn bự hơn. Nó cũng như rằng bằng tôm sú á. Tôm đây thì nó cỡ đây thôi, cái đây gọi là tôm gì ta? Biết không? Quên rồi. Trung Quốc nhé, thế nào? Giờ đây cũng không nhớ. Dậu ơi. Chào mấy cô chú nè, dậu nè. Chào ạ. Chào nè, bye bye mấy cô chú nè. Để cho mấy con mấy chú đi ăn đi uống cùng gia đình nè. Vui vẻ nè. Bye. Liên lắc. Lì lắm mọi người, lì gớm luôn. Ở nhà mà mẹ chịu đợi hết nổi rồi. Nói chung thì Linh cũng chia sẻ về cái bữa cơm gia đình của Linh. Tới đây thôi nha mọi người nha, tại video ngắn thôi, chứ dài quá thì cũng ít ai xem. Linh cũng uống chưa hết lon bia nữa, nhưng mà kết thúc video sớm để cho nó ngắn ngắn thôi. Mong mọi người có gì sơ suất thì mọi người bỏ qua nha. Chúc mọi người cuối tuần đi ăn đi uống cũng như là bên gia đình bữa cơm hạnh phúc nha mọi người nha. Rồi chúc tất cả mọi người sức khỏe luôn. Rồi máy bay tất cả mọi người nha. Ngọc Hân bay mấy con chú đi. Mấy dậu máy bay nè. Ngọc Hân bay cho mấy dậu bay theo ấy. Bye. Mày ăn không ai chứ. Để cái máy quay vô. Quá. Liếng à. Liếng à. Mẹ có bay không? Không. Mẹ bay ơi. Bay. Rồi. Kết thúc video thì mới được thấy Linh nè. Hồi nãy giờ Linh cầm máy quay á mọi người. Linh thông cảm nha.
Rồi Linh cũng máy bay tất cả mọi người luôn, mọi người nhớ đăng ký kênh cũng như chia sẻ video và nhấn đăng ký với nhấn chuông thông báo để coi những video mới nhất về kênh của Linh nha, cũng như là video lặn biển. Rồi video ở đây thì Linh cũng xin ngưng luôn, hẹn gặp lại mọi người trong video mới nhất. Bye bye mọi người.